Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian đợi hội đồng xét xử tuyên án sơ thẩm vào ngày 28 tháng 7 cho 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu, mới đây bị cáo Trử Xuân Dũng đã được những người đồng nghiệp cũ ở trường Trung học phổ thông Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội viết hàng loạt tâm thư xin giảm án gửi đến tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Theo cáo trạng, bị cáo Trử Xuân Dũng cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị cáo buộc nhận 2 tỷ đồng trong quá trình duyệt cách ly người về từ các chuyến bay giải cứu và bị viện kiểm sát đề nghị án 3 đến 4 năm tù. Quá trình tòa nghị án có 71 cán bộ giáo viên viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông. Các cán bộ giáo viên nói trên thuộc trường Trung học phổ thông Lê Lợi Nguyễn Trái Hà Đông Hà Nội. Sáng ngày 25 tháng 7, ông Lê Xuân Trung, hiệu trưởng nhà trường cho biết Lá đơn tâm thư của họ xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Trử Xuân Dũng đã được gửi tới tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Nội dung đơn dựa trên hiểu biết về cá nhân ông Trử Xuân Dũng từ khi làm giáo viên môn toán ở trường Trung học phổ thông Sóc Sơn năm 1994. Ông Dũng sau đó trải qua nhiều vị trí công tác như hiệu phó trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, quận Ba Đình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, quận Tây Hồ. Phó giám đốc rồi giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Theo đơn tập thể cán bộ giáo viên trường Lê lợi, ông Trử Xuân Dũng trong quá trình công tác luôn là một thầy giáo có tâm đức trong sáng, có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều thành tích đóng góp to lớn cho ngành giáo dục thủ đô. Riêng với trường Lê lợi, ông Dũng khi là giám đốc Sở Giáo dục đã dồn nhiều tâm huyết giúp xây dựng thành công mô hình Trung học phổ thông công lập đạt Trần Quốc gia mức độ 2 được công nhận hồi tháng 10 năm 2020. Tập thể 71 cán bộ, giáo viên cho rằng ông Trử Xuân Dũng có sai phạm trong vụ án chuyến bay giải cứu. Tuy vậy, họ đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ bản chất và đóng góp của ông Dũng để khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt, giúp ông sớm trở lại hòa nhập cộng đồng, sửa chữa sai lầm vi phạm. Theo hồ sơ bị cáo Trử Xuân Dũng, sau khi ký các văn bản phê duyệt cách ly công dân về từ nước ngoài, đã nhận cảm ơn 2 tỷ đồng từ hai cá nhân hiện đã khắc phục hết. Nói lời sau cùng hôm 21 tháng 7, Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, sai lầm của mình là hết sức nghiêm trọng, làm mất đi toàn bộ quá trình 28 năm công tác, nỗ lực phấn đấu của bản thân. Ông Dũng nói, sai lầm đó còn làm ảnh hưởng cả gia đình trong thời gian qua, cuộc sống nhiều khó khăn, buồn tủi, làm ảnh hưởng tới các cơ quan ban ngành nơi mình công tác. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Đảng, nhà nước và toàn thể nhân dân. Ông Dũng cho hay, khi làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phụ trách văn hóa xã hội, bị cáo tự thấy đã làm ảnh hưởng truyền thống văn hiến của dân tộc tới một Hà Nội thanh lịch hào hoa xin lỗi các công dân về cách ly tại Hà Nội lúc Covid sai lầm của bị cáo làm công dân khó khăn càng trở nên khó khăn hơn ông Dung nói thêm những ngày qua là những ngày đau khổ nhất cuộc đời tòa tuyên án thấp nhất với sai phạm của bị cáo nhưng từ nay đến hết cuộc đời là phán xét của lương tâm Bị cáo mong hội đồng xét xử mở lượng hải hà cho bị cáo và các bị cáo được đặc ân khoan hồng, thể hiện sự bao dung của Đảng, nhà nước, nhân dân. Trước đó bị cáo Trử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thừa nhận việc nhận tiền cảm ơn liên quan việc cách ly công dân từ nước ngoài về từ chuyến bay giải cứu. Bị cáo nói rất ân hận, ông còn cho hay bản thân đã trung thực dù đã phạm tội rồi nhưng cũng cần tử tế. Chiều 18 tháng 7, bào chữa cho ông Dũng, luật sư Trịnh Văn Tuyến Văn phòng luật sư Giang Thanh cho rằng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội không hề có bất kỳ một sự thỏa thuận, đòi hỏi hay gây khó dễ nào đối với doanh nghiệp để được nhận tiền. Luật sư đồng thuận với quan điểm nhận định của đại diện viện kiểm sát trong phần luận tội rằng, trong vụ án này, một số bị cáo không chủ động yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền nhưng đã không tránh được những cám dỗ. Vẫn theo luật sư, không hề có sự thỏa thuận, yêu cầu hay gây khó dễ để doanh nghiệp phải chung chi trong việc ký ban hành văn bản chấp thuận chủ trương cho công dân về nước cách ly tại Hà Nội việc đưa tiền và nhận tiền giữa hai bị cáo liên quan tới ông dũng hoàn toàn chỉ mang tính được trăng hay chớ đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu ông dũng từng khai nếu không phải là người quen gửi quà cảm ơn thì chắc chắn tôi đã không phải đứng trước phiên tòa này theo luật sư điều này cho thấy dù ông dũng nhận thức được việc nhận tiền cảm ơn là sai trái nhưng lại không nhận thức được một cách đầy đủ đúng đắn cũng như tính chất nghiêm trọng của hành vi nhận tiền liên quan đến việc duyệt chủ trương cách ly trong phần bảo chữa ông trịnh văn tuyến cho hay Bản thân là một trong những học trò thế hệ đầu tiên của ông Trừ Xuân Dũng. Ngay trong lần đầu tiên tiếp xúc, làm việc với ông Dũng tại trại tạm giam, đã nhận được câu nói rất đau lòng của bị cáo. Bây giờ, thầy gặp chúng mày, thầy xấu hổ lắm. Vì luật sư này cho rằng, bên cạnh hình phạt, bản án của pháp luật tới đây thì sự ân hận, dây dứt, xen lẫn sự hổ thẹn trong lòng cũng chính là một hình phạt, bản án nữa vô cùng hà khắc đối với ông Trừ Xuân Dũng và nó sẽ đi theo bị cáo suốt quãng đời còn lại. Đến lượt mình tự bào chứa, ông Trử Xuân Dũng trình bày những lời ăn năn đau xót. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xin chấp nhận số tiền bị cho là đã nhận hối lộ như cáo buộc, còn bị cáo không nhớ số tiền đó cụ thể là bao nhiêu. Ông Dũng trình bày, bị cáo nhận tiền là hành vi phạm tội, nhưng nếu chúng ta cắt lại đồng tiền đó sang một bên thì vẫn là tình người, là con người mình. Kể cả phạm tội rồi thì mình vẫn phải trung thực, phải là người tử tế đàng hoàng, không nói xấu người khác. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng dành thời gian để kể về những khó khăn, nỗ lực cố gắng của bị cáo trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Nội. Ông Trừ Xuân Dũng trình bày tấm lòng của mình, mong muốn của mình đối với người dân trong công tác an sinh xã hội. Nhưng hôm nay đứng đây, bị cáo lại là người lợi dụng dịch bệnh để phạm tội. Ông Trừ Xuân Dũng mong muốn cơ quan tố tụng khoan hồng cho bị cáo sớm được quay trở lại với xã hội để giảm gánh nặng cho gia đình, có cơ hội đóng góp thêm sức lực của mình cho xã hội. Đến nay rất nhiều bị cáo trong vụ đại án đã nộp tiền khắc phục hậu quả với mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên có một câu hỏi mà nhiều người đặt ra trong thời điểm hiện tại đó là số tiền nộp của các bị cáo sẽ được xử lý ra sao theo quy định của pháp luật. Theo luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phân tích, điều 364 Bộ luật hình sự quy định người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Như vậy trong trường hợp người đưa hối lộ chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và trả lại tiền đưa hối lộ. Nếu người đưa hối lộ không chủ động khai báo hoặc chỉ nộp lại tiền hối lộ để khắc phục hậu quả và giảm nhẹ hình phạt so với mức truy tố thì số tiền này sẽ được xem là tiền vi phạm pháp luật chỉ nộp khắc phục hậu quả và sẽ không được trả lại cho người đưa hối lộ mà sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước. Theo quy định, vụ án được xét xử ở cấp nào thì sẽ được nộp tại Cục Thi hành án dân sự hoặc Tri Cục Thi hành án dân sự cung cấp. Đồng thời, số tiền thu được từ việc khắc phục hậu quả này sẽ được sung vào ngân sách nhà nước. Theo luật sư Trần Thị Thanh Thảo, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, điểm B khoản 1 điều 3 nghị định 29 2018 quy định trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân hướng dẫn thi hành điểm B khoản 1 điều 106 luật quản lý sử dụng tài sản công 2017 thì tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân là vật chứng vụ án, tài sản khác bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Như vậy số tiền các bị cáo nộp lại thực chất đó là khoản tiền thu lợi bất chính và sẽ được xem là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Theo khoản 5, điều 20, nghị định 29/2018 hướng dẫn thi hành khoản 4, điều 111 luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, đối với việc xử lý tài sản là tiền Việt Nam, ngoại tệ, giấy tờ có giá, vàng bạc đá quý kim loại quý, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phương án xử lý tài sản được cơ quan người có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị chủ trì quản lý tài sản thực hiện truyền tài sản là tiền việt nam vàng bạc đá quý kim loại quý và kho bạc nhà nước kho bạc nhà nước thực hiện hoạch toán nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước đối với tài sản là ngoại tệ thì đơn vị chủ trì quản lý tài sản nộp vào tài khoản ngoại tệ của kho bạc nhà nước tại ngân hàng ngân hàng nhà nước có trách nhiệm mua toàn bộ số ngoại tệ trên để chuyển nộp ngân sách nhà nước bằng đồng việt nam theo quy định trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phương án xử lý tài sản được cơ quan người có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị chủ trì quản lý tài sản thực hiện đổi giấy tờ có giá có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt và nộp vào kho bạc nhà nước. Kho bạc nhà nước thực hiện hạch toán nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Trường hợp giấy tờ có giá không đủ điều kiện chuyển đổi thành tiền thì thực hiện thủ tục gửi kho bạc nhà nước để lưu giữ bảo quản thưa quý vị thông tin vừa rồi đã kết thúc video của chúng tôi những thông tin mới nhất về diễn biến phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên kênh youtube tạp chí việt hams cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo